Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta, tôi sẽ đi vào thủ tục bắt đầu phiên tòa. Các bạn biết rồi, ở trong một cái phiên tòa xét xử dân sự, hình sự nói chung thì gồm có những cái phần mà nếu như trong trường hợp các bạn đi tinh ý thì các bạn sẽ thấy từng phần thẩm phán họ sẽ rạch ròi ra. Thứ nhất là thủ tục bắt đầu phiên tòa, thứ hai là hỏi, thứ ba là tranh luận, thứ tư là nghị án và tuyên án. Các bạn hỏi tôi vậy chứ tôi không có kinh nghiệm trong cái lĩnh vực này. Cũng giống như ngày hôm qua tôi đi tham dự một thánh lễ cưới tại nhà thờ cũng vậy. Anh thầy anh run quá, anh không có trả lời được những cái câu hỏi là con có đồng ý lấy cô này làm vợ hay không cái gì, thì anh run quá. Thú thật với quý vị và các bạn, trong nghề luật sư cũng vậy, tôi không muốn các bạn có cái kinh nghiệm trong cái lĩnh vực gọi là vô phúc đáo tụng đình đâu. Tuy nhiên thì chúng ta cũng phải biết, để nếu như trong trường hợp chúng ta đang cái chuẩn bị, đang chuẩn bị để đi đến một cái phiên tòa, chúng ta sẽ biết như thế nào. Hôm nay tôi sẽ qua cái vấn đề chính, đó là thủ tục bắt đầu phiên tòa. Các bạn biết không, theo quy định của pháp luật, theo cái điều 239 của Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự năm 2015, thì thủ tục bắt đầu phiên tòa, tôi sẽ đọc từng cái điều này rất chậm, và từng trên cái quy định này tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị và các bạn theo kinh nghiệm của luật sư nha. Luật sư thì cần có kinh nghiệm để hướng dẫn quý vị và các bạn, nhưng quý vị và các bạn, các đương sự trong vụ kiện bao gồm nguyên đơn, bị đơn, người có quyền và nghĩa vụ liên quan, người làm chứng, không cần có kinh nghiệm đâu. Cứ từ từ, nếu tới đâu thì mình sẽ hướng dẫn cho quý vị và các bạn tới đó nha. Chủ tọa phiên tòa khai mạc phiên tòa và đọc quyết định đưa ra vụ án ra xét xử. Thông thường thì các anh chị phỏng phán sau khi mà bước vào thì mọi người đứng lên chào. Sau đó thì hôm nay ngày 28 tháng 10 năm 2018, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đưa vụ án ra xét xử tranh chấp hợp đồng vay tiền giữa nguyên đơn bên A, bên B, bên C gì đó thành phần, đó là quyết định đưa vụ án ra xét xử các bạn ha. Cái thứ hai là thư ký phiên tòa báo cáo hội đồng xét xử về sự có mặt, vắng mặt của những người tham gia phiên tòa theo giấy triệu tập, giấy báo của tòa án và lý do vắng mặt. Thì ở trong cái phần thứ hai này nó có hai phần quý vị. Thư ký phiên tòa sẽ báo cáo hội đồng xét xử về việc có mặt, vắng mặt của những người tham gia phiên tòa theo giấy triệu tập, giấy báo của tòa án và vắng mặt nữa. Thì thư ký phiên tòa sẽ thông báo cho hội đồng xét xử là thưa hội đồng xét xử, nguyên đơn gồm số 1 là bà A, số 2 là bà B, thứ 3 là bà C. AB thì có mặt, C thì vắng mặt, tuy nhiên rằng là có đơn xin vắng mặt chẳng hạn. Như vậy thì thư ký sẽ tiếp tục báo cái người có quyền và nghĩa vụ liên quan gồm ông X và bà Y, và hai người này vắng mặt tại phiên tòa. Để chi? Để khi mà báo cáo vắng mặt lần thứ nhất có lý do chính đáng thì phải hoãn phiên tòa các bạn ạ. Việc báo cáo sự có mặt và vắng mặt rất quan trọng. Nếu trong trường hợp báo cáo một người nào đó vắng mặt lần thứ nhất mà họ không có ý kiến của họ cho rằng họ vắng mặt thì hoãn hoãn phiên tòa lần thứ nhất thôi nha. Từ từ trong cái quá trình mà đưa ra thông điệp của chương trình Dân ta phải biết luật ta thì tôi sẽ nói chi tiết về cái phần đó cho quý vị và các bạn. Thứ ba là chủ tọa phiên tòa kiểm tra lại sự có mặt của những người tham gia theo giấy triệu tập, giấy báo của tòa án và kiểm tra căn cước của đương sự, những người tham gia tố tụng khác. Thông thường đối với một cái vụ án dân sự thì một số anh chị thẩm phán sẽ kêu từng tự lên. Thứ nhất là nguyên đơn, ông tên gì, ở đâu, làm gì. Thì trong cái việc này có một số
trong cái quá trình hòa giải, trong quá trình lấy lời khai, thì cái nơi cư trú của họ là một nơi. Tuy nhiên rằng tại cái phiên tòa, các anh chị muốn xác định rõ là hiện tại các ông bà cư trú ở đâu, và nếu như trong trường hợp địa chỉ của chúng tôi gửi cái bản án này về thì gửi ở đâu, thì sẽ xác định lại rõ. Ví dụ như ông A ông nói là tôi cư ngụ tại huyện Đức Hòa, thì bây giờ tôi đang sinh sống và làm việc ở quận 8, thì sẽ cung cấp lại địa chỉ cho tòa, nơi địa chỉ liên lạc các bạn nhé. Nói là kiểm tra căn cước của đương sự và những người tham gia tố tụng khác. Tuy nhiên thì tòa chỉ làm một cái động tác, không cần mình đem chứng minh nhân dân đâu. Tòa sẽ kiểm tra rằng là ông là tên gì, bà họ tên là cái gì, sinh năm nào, ở đâu. Như vậy là đủ. Chủ tọa phiên tòa phổ biến quyền và nghĩa vụ của đương sự, của những người tham gia tố tụng khác. Tôi nhớ vui lắm. Có đến cái đoạn này thì một số anh chị thẩm phán đã đọc cái luật và ghi luôn là quyền và nghĩa vụ của nguyên đơn, quyền và nghĩa vụ của bị đơn, quyền và nghĩa vụ của người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp. Một số anh chị nói thôi luật sư khỏi nha, thì thôi và cười vậy. Chủ tọa phiên tòa giới thiệu họ và tên của những người tiến hành tố tụng và những người giám định, người phiên dịch. Thì các bạn thấy rồi, sau khi giới thiệu, sau khi hỏi một số đương sự trong vụ án gồm có nguyên đơn, bị đơn, người có quyền và nghĩa vụ liên quan, thì trong cái vấn đề này thì tôi sẽ đưa cho quý vị và các bạn hai cái phiên tòa. Nếu như phiên tòa sơ thẩm thì sẽ giới thiệu tôi là thẩm phán A. Chúng tôi công tác tại Tòa án Nhân dân quận huyện hoặc thành phố gì đó, nếu là có yếu tố nước ngoài. Bên phải tôi là ông M, bên trái tôi là ông N chẳng hạn. Thì trong một cái phiên tòa sơ thẩm thì hai vị hội thẩm là những người được mời và những người am hiểu, có tên trong cái danh sách hội thẩm của quận huyện hoặc thành phố gì đó. Tuy nhiên nếu một cái phiên tòa phúc thẩm thì cả hai bên, vị hai bên đều là thẩm phán các bạn ạ. Giới thiệu người giám định, người phiên dịch thì trong trường hợp này thì cũng giới thiệu tham gia phiên tòa hôm nay thì có người giám định là ông A là giám định viên, được sở tư pháp cấp giấy gì đó để hỏi đối chất. Tham gia phiên tòa hôm nay cũng có người phiên dịch cho ông Ủ gì đó, quốc tịch Đài Loan, trong cái vụ tranh chấp quyền sử dụng đất, tranh chấp hợp đồng thương mại các bạn ạ. Chủ tòa phiên tòa hỏi những người có quyền yêu cầu thay đổi người tiến hành tố tụng, người giám định, người phiên dịch xem họ có thay đổi hay không. Thì theo quy định của pháp luật thì cái việc thẩm phán, chủ tọa phiên tòa điều khiển phiên tòa phải hỏi. Thông thường thì nếu trong trường hợp một cái vụ án dân sự có viện kiểm sát tham gia thì sẽ hỏi viện kiểm sát rằng là anh có thay đổi ai trong hội đồng xét xử hay không. Hỏi luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp có ý kiến về thủ tục bắt đầu phiên tòa hay không. Hỏi những người tham gia tố tụng rằng là cả ba chúng tôi là những người hợp thành hội đồng xét xử, các ông các bà có ý kiến thay đổi hay không. Nếu trong trường hợp các bà, ông các bà thấy chúng tôi không vô tư, không khách quan trong việc thực hiện nhiệm vụ. Rồi những người giám định, người phiên dịch cũng vậy. Tránh những một số trường hợp thông thường thì các anh chị thẩm phán cũng rất là kỹ trong cái việc có những cái mối quan hệ gia đình, ví dụ như là thư ký và thẩm phán là anh chị em ruột, hay là hai người trong hội đồng xét xử trước đây đã từng xử những cái vụ án mà án này đã hủy. Rất là nhiều những cái tình tiết thì tôi cho rằng các anh chị thẩm phán trước khi ra một cái phiên tòa thì anh chị đã kiểm tra kỹ. Tuy nhiên thì không thể lường trước được những cái tình huống phát sinh, cho nên buộc lòng phải hỏi. Nếu trong trường hợp có những cái ý kiến về việc hoãn phiên tòa thì các anh chị sẽ quyết định trên tinh thần là đại đa số ba vị trong hội đồng xét xử quyết định hoãn thì là hoãn nha.
Cái thứ bảy là yêu cầu người làm chứng cam kết khai báo đúng sự thật. Nếu khai không đúng thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trừ trường hợp người làm chứng là người chưa thành niên. Thực ra thì trong vụ án dân sự cho tới thời điểm này tôi cũng đã tham gia rất là nhiều lần. Tuy nhiên rằng là cái việc mà yêu cầu người làm chứng tham gia cam kết đúng sự thật thì nó cũng rất là ít. Vì đa số một số người làm chứng họ có cái bản tự khai, sau đó họ có cái đơn xin vắng mặt. Thì trên cái bản tự khai đó thì tòa án công bố trong cái quá trình mà xem xét cung cấp chứng cứ mà thôi. Yêu cầu người giám định, người phiên dịch cam kết cung cấp kết quả giám định chính xác, phiên dịch đúng nội dung thành phần phiên dịch. Thông thường thì một số tòa án có yếu tố nước ngoài thì tòa án tỉnh, thành phố mới có cái việc này, yêu cầu người giám định, người phiên dịch cam kết cung cấp giám định chính xác. Thì tôi cho rằng khi họ là người giám định thì họ đã có cái tiêu chuẩn giám định viên, hoặc là người họ được phiên dịch thì họ cũng đã có cái gọi là cái tốt nghiệp của một cử nhân của một ngành luật, đó là chỉ ít. Còn thì thông thường thì một số họ phải có cái bằng cấp về phiên dịch nói chung. Thưa quý vị và các bạn, nói tóm đi tóm lại đọc rất là nhiều lần, tuy nhiên chúng ta chỉ tụ trung một số vấn đề chính thôi. Trong thủ tục bắt đầu phiên tòa, chúng ta sẽ được thẩm phán điều khiển một cách hỏi chúng ta về họ và tên, địa chỉ, nơi cư trú, nơi thường trú để ghi vào cái bản án. Còn chúng ta sẽ được thẩm phán hỏi ý kiến về việc có thay đổi người tham gia tố tụng hay không. Còn lại thì các bên đương sự, chúng ta là những người tham gia phiên tòa thì chúng ta không cần phải quá nhiều về ý kiến. Như vậy chúng ta sẽ rối, chúng ta sẽ tập trung vào vấn đề thứ hai là vấn đề hỏi. Thì trong một cái video nào đó thì tôi cũng đã có cho quý vị và các bạn trình tự thủ tục một phiên tòa dân sự, trình tự thủ tục một phiên tòa hình sự rồi. Thì nếu như trong trường hợp các bạn nào muốn xem, muốn chi tiết nữa thì chúng ta sẽ đi từng phần. Như hồi nãy giờ tôi đi là thủ tục bắt đầu phiên tòa. Một năm đã qua thì tôi cũng xin chúc quý vị và các bạn, gia đình nhiều sức khỏe. Nếu quý vị và các bạn có những cái câu hỏi liên quan mà không có điều kiện đến với luật sư, hoặc chúng ta ở vùng sâu, vùng xa thì chúng ta có thể để lại comment ở phía dưới để luật sư trả lời cho quý vị và các bạn một cách sớm nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành.